MC Thanh Bạch chưa bao giờ phải ghen tị với Nguyễn Ngọc Ngạn, từ chối làm ông hoàng của trung tâm thúy Nga Paris by Night. MC Thanh Bạch tên thật là Lê Thanh Bạch, sinh năm 1959 tại Vĩnh Long, trong một gia đình có 4 người con. Từ nhỏ, nam MC đã bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê của mình với các hoạt động nghệ thuật, nhất là trong lĩnh vực MC. Năm 1977, Thanh Bạch trúng tuyển ngành đạo diễn kịch nói tại trường nghệ thuật sân khấu 2. Đến năm thứ 2, Thanh Bạch bất ngờ được cử sang Liên Xô để đào tạo bài bản hơn các kỹ năng về nghệ thuật. Năm 1985, nam MC trở về nước làm trợ giảng cho bộ môn kỹ thuật biểu diễn ở lớp diễn viên kịch nói tại trường nghệ thuật sân khấu 2. MC Thanh Bạch từng dẫn nhiều chương trình như Tuổi Thần Tiên, Duyên Dáng Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam của báo Tiền Phong, Một Thoáng Sài Gòn. Với tài năng dẫn dắt chuyên nghiệp của mình, Thanh Bạch được xem là một trong những MC đắt giá nhất trong nước lúc bấy giờ. Ngoài MC, anh còn lấn sân sang điện ảnh, tấu hài và ca nhạc. Năm 1986, anh kết hôn cùng nghệ sĩ Xuân Hương. Hai người biết nhau trong thời gian đi học tại Liên Xô. Họ có chung với nhau một người con trai. Thế mà đùng một cái, năm 2006, họ bất ngờ tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Phải đến tận 13 năm sau, người trong cuộc mới chính thức lên tiếng. Người ta lại càng bất ngờ hơn về câu chuyện gia đình của hai mảnh đời nghệ sĩ. Mở màn từ việc MC Thanh Bạch công khai lý do dẫn đến gia đình đổ vỡ là do đời sống vợ chồng thiếu đi sự lãng mạn. Ngay sau đó, nghệ sĩ Xuân Hương đã có một màn đáp trả phải nói là tiền vô khoáng hậu, từng gây bão giới truyền thông. Vì để tiết lộ toàn bộ những uẩn khúc chất chứa bấy lâu nay, người vợ cũ đã viết một phần tự truyện gồm 10 phần, kịch tính hơn cả phim của Hollywood. Tóm tắt nội dung như sau. Chương 1 mang tên Hành trình chuyển giới của tôi. Xuân Hương ví bản thân như ô xin chuyên nghiệp kể từ khi kết hôn, thậm chí chi tiêu cũng phải ghi từng đồng. Theo lời nữ nghệ sĩ, dù ví mình chẳng khác nào người giúp việc và bị biến thành đàn ông khi lấy MC Thanh Bạch, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn rất chiều chuộng chồng. Chương 2 được đặt tên là Khung trời hoa mộng, tiết lộ quá khứ không mấy đẹp đẽ của chồng cũ. Điểm sốc ở phần này là bà kể chuyện nam MC từng cầm dao rượt đuổi mình, nhưng may mắn thoát chết. Chương 3 được đặt tên là Lò luyện thép. Cô ví cuộc hôn nhân của mình không khác gì địa ngục trần gian, nhưng vẫn phải nén đau thương vì chồng con. Mặc dù sống trọn nghĩa phu thê, nhưng người đầu ấp má kể lại xem bà không bằng vật đuôi. Xuân Hương đồng thời tiết lộ, chồng cũ là người thích hưởng thụ thành quả lao động, sống trên chất xám của người khác. Chương 4 với tên gọi Bão nổi lên rồi, Xuân Hương tiết lộ âm mưu chèn ép con dâu của mẹ chồng và bà cô bên chồng. Trọng tâm của chương là màn vạch trần cuộc tình đồng tính của MC Thanh Bạch với một chuyên gia làm tóc, giọt nước tràn ly khiến cuộc hôn nhân không có cách nào để cứu vãn. Chương 5, thương thay cuộc tình sóng gió của anh, Xuân Hương nói về biến cố ngoại tình của chồng cũ. Gay cấn nhất là khi người tình bé nhỏ bị đánh ghen và phải lên công an phường. Chương 6 với tựa đề Bên bờ vực thẳm, lúc này Thanh Bạch đã chính thức thừa nhận mối quan hệ yêu đương với chuyên gia làm tóc. Hết than khóc vì nhớ nhung, anh lại bỏ ăn vì mấy ngày không được gặp nhân tình. Xuân Hương cũng cho biết, khiến cuộc hôn nhân đi vào bước đường cùng còn có sự hỗ trợ của cô ba bên chồng. Chương 7, cái đêm hôm ấy, đêm gì? Xuân Hương tiết lộ những ngày giông tố của cô đã đến. Vì lỡ tâm sự chuyện giới tính của Thanh Bạch với người bà con bên chồng tại Mỹ mà Xuân Hương bị khủng bố tinh thần dữ dội. Cô cho biết, chồng liên tục nhắn tin đe dọa sẽ nhét kem đánh răng vào vali của mình khi đáp chuyến bay về nước. Chương 8 với tựa đề Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Xuân Hương chính thức đệ đơn ly dị vì nhận thấy không thể cứu vãn cuộc hôn nhân mục nát. Chương 9 với tựa đề Thôi rồi ta đã xa nhau, phiên tòa. Nghệ sĩ Xuân Hương chơi với khi bị Thanh Bạch tố ngược là không để cho chồng làm đàn ông và những câu chuyện dở khóc dở cười sau đó. Chương 10 kết thúc cuốn tự truyện với cái tên Bình Yên chưa ghé thăm. Nghệ sĩ Xuân Hương kể về việc cậu con trai được mẹ bao bọc cả tuổi thơ, đến lúc trưởng thành rồi lại xa lánh mẹ, biệt tăm không nói một lời. Phần tự truyện nhanh chóng tràn lan trên tất cả các phương tiện truyền thông lúc bấy giờ. Trước những lời tố cáo của vợ cũ, MC Thanh Bạch vẫn luôn giữ động thái im lặng, cho rằng vàng thật thì không sợ lửa, người hại không chết, trời hại mới chết. Sau sự việc không đáng có, Thanh Bạch dần thay đổi tư tưởng, sống lặng lẽ và kín đáo hơn. Dễ dàng nhận thấy việc thay đổi này từ phong cách ồn ào mỗi lần lên hình để gây sự chú ý, giờ lại lịch sự và trang nghiêm hơn nhiều. Năm 2016, nam MC tổ chức đám cưới cùng bà Thúy Nga, vợ cũ của ông Tô Văn Lai, chủ trung tâm Thúy Nga Paris by Night, vợ mới hơn Thanh Bạch 15 tuổi, tin đồn tình cảm của hai người xuất hiện từ một năm trước hôn nhân. Cặp đôi đã có tới 10 lần tổ chức đám cưới, mỗi lần đều rinh sang, hoành tráng. Thanh Bạch cho biết lý do làm đám cưới nhiều lần là một cách mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Bởi có album trăm tấm hình đẹp, có đĩa DVD để về chiếu cho bạn bè, người thân coi. Nói về cuộc sống hôn nhân với Thúy Nga, Thanh Bạch từng chia sẻ, nhìn mặt Thúy Nga nghiêm nên nhiều người sợ, nhưng thực ra chị ấy rất vui tính. Ai nói chuyện với chị ấy chỉ cần 3 phút thôi là có thể cười không nhịn nổi rồi. Tất nhiên, vẫn phải có một chút duyên nợ, thì mới giúp chúng tôi gắn bó được với nhau như vậy. Hiện tại,
nam MC đang có cuộc sống bình yên và kín tiếng. Thanh Bạch không mấy khi xuất hiện tại các chương trình truyền hình, mà chỉ thỉnh thoảng nhận lời làm MC, còn lại dành thời gian phát triển vai trò đào tạo và làm diễn giả. Thanh Bạch giờ đã là ông nội. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, nam MC cho biết hai cháu nội là nguồn năng lượng và niềm vui của mình. Mối quan hệ gần gũi của ông với bà chủ của trung tâm Thúy Nga Paris By Night đã khiến khán giả hoài nghi về việc ông muốn thay thế Nguyễn Ngọc Ngạn để trở thành linh hồn trên sân khấu của Paris By Night. Nhiều nguồn tin còn cho rằng ông ghen tị với Nguyễn Ngọc Ngạn vì sức ảnh hưởng của người đồng nghiệp tại hải ngoại, từng có ý định ly hôn vì bà xã từ chối lời đề nghị của mình khi muốn được đứng trên sân khấu của Thúy Nga. Tuy nhiên, ông khẳng định chuyện trục trặc với bà Thúy là tin đồn, chuyện ly hôn là vô lý. Tôi và chị Thúy Nga có làm hôn thú đâu mà ly hôn, lời đồn rất nhiều, tôi đâu có tới bốn mắt tám đầu để chạy theo và đính chính. Về thông tin cho rằng Thanh Bạch muốn thay thế Nguyễn Ngọc Ngạn, ông hoàn toàn phủ nhận. Việc cưới bà chủ của trung tâm Thúy Nga Paris By Night trên danh nghĩa đã biến Thanh Bạch thành ông hoàng của trung tâm này rồi, cần gì phải trở thành một MC để mang thêm tai tiếng vào người. Ông cũng khẳng định rõ vị thế của mình trước báo chí, không bao giờ phải nhờ vào tên tuổi của bà xã để có chỗ đứng trong công việc. Ông đã thành công với vai trò MC rồi, nếu muốn khẳng định bản thân thì sẽ phải là vị trí ông chủ của một trung tâm mang tên mình, chứ không phải là cái bóng của Thúy Nga Paris By Night. Nói về chuyên môn nghề nghiệp, Thanh Bạch cũng là một MC kỳ cựu trong nghề, lối dẫn chuyện vui tươi, khả năng ứng biến tình huống linh hoạt, nhưng có vẻ nó không phù hợp với thị hiếu của khán giả hải ngoại, cũng như cái bóng quá lớn của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Tuy nhiên đó cũng chỉ là đánh giá khách quan của kênh. Ông bày tỏ trước báo chí, tôi không dòm ngó vị trí MC Nguyễn Ngọc Ngạn, tôi không có mơ ước ấy. Ở tuổi này tôi sợ sự so sánh lắm khi thay thế một ai đó. Ở Việt Nam tôi cũng đã có rất nhiều công việc rồi, nếu có nhận thêm thì tôi chỉ muốn làm Thanh Bạch By Night. Trái với cuộc hôn nhân đầu tiên, Thanh Bạch và Thúy Nga đã có một tổ ấm đong đầy hạnh phúc. Hai người không quên dành cho nhau những hành động ngọt ngào mỗi khi có dịp xuất hiện trước ống kính. Bên cạnh tình cảm mặn nồng dành cho nhau, cặp đôi còn tận hưởng cuộc sống sung túc trong ngôi biệt thự sang trọng rộng 10.000m², được thiết kế theo sở thích của Thanh Bạch và Thúy Nga. Căn biệt phủ này được thiết kế chẳng khác gì resort cao cấp, được bao phủ bởi nhiều cây xanh và tô điểm bằng hồ nước giữa khuôn viên nhà. Thậm chí, một mô hình tháp Eiffel thu nhỏ còn được dựng trong khu vườn nhà. Còn phía trong căn nhà được trang trí độc đáo, khác biệt. Tông màu chủ đạo từ phòng khách trải tới phòng ngủ là màu trắng sang trọng, nội thất trong nhà cũng được lựa chọn khéo léo theo tông màu này. Các không gian trong biệt phủ trưng bày rất nhiều ảnh của hai nghệ sĩ. Ngoài ra, trong không gian của căn biệt phủ còn xây dựng một căn biệt thự trung tâm và dãy 4 phòng dành riêng cho khách. Ở ngoài không gian sân vườn còn có nhà chòi phục vụ nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một trong những thiết kế lạ lùng nhất trong khuôn viên này là bồn tắm đôi ngoài trời. MC Thanh Bạch từng phải thừa nhận rằng ai gan lắm mới dám tắm ở đây. Gác lại mọi chuyện trong quá khứ, rồi ai cũng có một cuộc sống tốt hơn. Những câu chuyện đã qua cũng coi như là một bài học cho mình, cho đời. Chỉ cần ngày hôm nay, ta sống tốt hơn ngày hôm qua là đủ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo của Lịch Sử Hải Ngoại.